Anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cho các anh chị mình một cái dòng lan nha. Lan Hồ Điệp nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Và hôm nay em quyết định em đặt cho nó một cái tên mới. Tại vì nó rất là đẹp, nó vừa nhẹ nhàng, nó vừa dễ thương, vừa xinh xắn nữa. Tên của nó là Mộng Điệp các anh chị. Đây, 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 hoa của nó đây cả nhà. Anh chị mình thấy cái màu hoa rất là đậm đẹp luôn. Mà mình thấy cái phơm hoa của nó nè mọi người. Nó có chút gì đó, nó không phải là phơm cánh bầu như trước đây nha. Nó có sự phá cách đầu cánh nhọn nè, cánh thì xếp khít nhau. Và anh chị mình thấy cái nền cánh của nó rất là dày luôn. Nó không phải là dạng ánh nhung, ánh kim đâu. Nhưng mà nhìn cái phơm hoa của nó rất là dày dặn và cực kỳ dễ thương. Đợt này các anh chị mình thấy cái chất cây nè mọi người. Cái chất cây nè, nó rất là đẹp. Hàng này thường là Hồ Điệp là thân thủ nó sẽ không có bự, nó sẽ không có mướt về lá ha. Nhưng cái đợt này cái cây nhà vườn người ta chăm rất là kỹ luôn. Và những cây này em lựa chọn cho các anh chị nè. Cây mập mạp đều đẹp, nó tầm khoảng 3 thân thôi. Nhưng mà cây thì anh chị mình thấy bảng lá nở. Những cây này toàn bộ nó cũng đang chuẩn bị nhú vòi hết rồi. Thì với cái mã hàng Hồ Điệp, cây Mộng Điệp này thì em quyết định em bán cho các anh chị giá yêu thương thôi, 175.000 cho một combo 3 chậu. Đây nè mọi người. Đó, có những khách đang đặt em hơn một chục cây và em đang lựa cho khách nè, cây rất đẹp luôn nha. Nếu yêu thích cái dòng Hồ Điệp này thì các anh chị mình có thể nhanh chóng mình liên hệ với em. Về phơm hoa, về phơm cánh, về màu sắc thì em nghĩ là anh chị nào cũng yêu thích ngay lần đầu tiên. Và với cái cây này á thì em thấy phơm hoa của nó rất là dễ thương. Nếu như mà chị Mộng Kha đang có vô tình mà có lướt xem được cái video này á thì chị gái có thể là chấm cho em một cái, thả cho em một trái tim ha, để em biết em sẽ gửi tặng cho mình ba cái chậu lan này để cho chị gái trang nhà của mình chơi hoa chó đẹp ha. Hoặc là anh chị nào có biết về địa chỉ của chị Mộng Kha thì mình có thể inbox về cho Hoa Lan Di Phong các anh chị nha, để em gửi tặng cho chị gái một cái, em là một cái fan rất là trung thành của chị.